tùy quá, mình cố mình nhiều nó ra nó bán ngon quá. Đây. Chào các bác, đây là một cái điều khiển của cái quạt nhà em. Nó bị hỏng nên em đã đi hàn lại. Đây, nó hỏng cái chân này, nó long ra. Nó hàn lại. Đấy, bây giờ em sẽ lắp vào để kiểm tra xem em hàn được chưa. Cái hàn này các bác có thể ra nhờ chỗ sửa điện thoại người ta hàn cho. Đấy, hoặc là đồ điện tử ấy, người ta có mỏ hàn người ta sẽ hàn cho các bác cái này. Đấy, hàn làm sao cho không long long lay được ra đấy. Đấy, nó cố định thì thôi. Bây giờ em sẽ lắp vào để em test thử xem ok chưa. Đấy, anh cái điều khiển qua đây các bác. Đấy. Đấy. Mình sẽ chú ý cái này. Đấy. Đấy, mình sẽ ốp vào đây. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bóp cho nó vào. Đó. Ok rồi, đây em sẽ lắp thử pin để test thử luôn xem là nó đã ok chưa. Đó. Đó. Đây, cái này em hơi lắp ngược đúng không các bác? À, bác nào phát hiện ra em lắp ngược này. Đấy, em phải xoay lại đúng không? Đấy. Đó, thì em sẽ test thử. À, đây này. Các bác nhìn thấy đây, ánh sáng, nó có cái ánh sáng ở đây. Được chưa? Nó ánh sáng này. Đối với mắt thường thì mình sẽ không nhìn thấy ánh sáng này. Nhưng mà các bác cứ bật camera của điện thoại, các bác sẽ nhìn thấy ánh sáng này. Đấy, đây này. Nếu mà mắt thường ấy thì mình sẽ như thế này. Mình sẽ bấm mà mình sẽ không nhìn thấy cái gì cả. Đó. Nhưng khi mình bật cái camera của máy ảnh điện thoại nhá, thì mình bóp thì mình sẽ có. Đó, các bác sẽ nhìn thấy ánh sáng. Đó, thế là ok rồi. Ok rồi. Đó, thế là cái này em đã sửa xong rồi đấy các bác. Đó. Thế là mình đã sửa xong được cái bệnh của cái đồng hồ này, đó là nó bị long cái bóng này ra. Long cái bóng này ra. Đó, long cái bóng này ra. Và hàn nó đã hàn xong. Đó. 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 Đó.